Đây là tiệm Obe, chuyên môn cho phụ nữ và những trẻ em. Đó, bây giờ vô coi quay cho các bạn thấy. Đây là tất cả những đồ chơi cho các em đó, tất cả đồ chơi. Cả đồ chơi này kia cho các em. Cả đồ chơi cho các em. Đồ chơi này kia cũng thấy cũng đẹp. Thứ đồ con mèo nữa, chó này kia đủ thứ, con hươu. Mấy cái đồ này là cho con nít nè, nó ngứa răng đó, nó gặm nè, nó nhai cho nó đỡ ngứa răng. Đủ thứ đồ chơi cho nít. Đồ chơi cho trẻ em 2 tới 5 tuổi. Thì có cái cây thông. Đây là mấy cái giường của trẻ em nè. Giường á. Cái đồ này nó quay nè, nó quay nó ca nữa, nó quay nó ca có nhạc. Chỗ này cái đài là để cho thay tả cho trẻ em nè. Giường trẻ em có trang hoàng. Chỗ này nó cho nít nằm chơi, nó chơi. Xe hơi cho nít nó chạy chơi. Cái này cái nhà đó, cái nhà nhỏ cho nít nó chung cho nó chơi đó. Nhỏ chung sống chơi nhá, trong đó chung ở đây nó chơi. Cái đồ mà sách nít nè, đến xe đẩy đó, rồi giường cũng đẹp á. Trong này có trăng hoàng, kia có ngựa trắng, trăng hoàng cũng đẹp. Mấy cái giường đó. cái giường rất là nó trăng hoàng đẹp. Con này con gấu, con voi, chim cú nè, cá mập, cá, chó. Này cho nó vô nó tắm, mấy đứa nào nó khoái tắm là vô để tắm đã. Đó. Đây.
Đây giờ mấy anh thích nó ngồi nó làm dài bãi. Đây cái này cho nó thích nó ngồi nó ăn. Nó ngồi nó ăn. Đây thích nhỏ này nó quậy lắm, thử để đây ngồi nó ăn yên. Yên tĩnh. Rồi qua đây rồi bay cái mấy cái đồ này gì đây. Đây nó có đủ thứ đồ hết, đồ làm xay, làm cho mấy đứa nhỏ nó ăn nó uống, mà đồ xay. Đây toàn là mấy đồ bán cho bê không, với đàn bà với phụ nữ, mấy cái nấm vú này kia đó. Muỗng đĩa đó nè, cho nó ăn nè, bằng bằng plastic để cho nó bị thương. Đủ thứ. Cái đầu này cho nít nó gặm nè, nó ngứa răng nó gặm lên. Đồ nó ngứa răng nó gặm. Đây là đồ xay nè, cho nít nó ăn uống nè. Xay cho nó nhuyễn rồi nè. Cái này để trong cái hồ tắm mấy độ. Tắm nó đừng có nóng quá, đừng có lạnh quá. Đây chắc mấy cái đồ mà săn sóc ra em nè. Săn sóc ra em nè kìa. Đây cái máy camera đang quay đang coi trẻ em ngủ hay là thức hay là nó có gì không. Đang đây đủ thứ đồ hết ha, đủ thứ đồ chơi. Đây cho mấy nít nghe nhạc nó ngủ. Đây cho mấy nít ngồi chơi nè, ngồi lên là nó đi luôn, tập đi nó cũng đẹp ha. Đó, cái đá tập đi đó. Đây cái đồ này cho nó ngủ nè, ngủ cho cái cổ nó đừng có vẹo xuống. Cái ghế trong xe hơi nè cho nít nó ngồi. Đây là nít nó phải ngồi trên cái xe này mới được, có gì nịch đàng hoàng, gì nịch này không, có gì nịch hết. Chứ mà nếu mà xe đụng thì nó nít nó không sao, chứ ngồi bị bạ nít nó té bị thương nó mất công. Đây mấy xe đẩy không ha, quá xa, đủ thứ loại kiểu xe đẩy, xe lớn xe nhỏ được kia, đủ thứ xe đẩy. Đây là đồ quần áo nè,
quần áo cho trẻ em. Đó, đủ thứ kiểu hết, đủ thứ nhỏ lớn cũng có, quần áo trẻ em, mấy cái đồ dài thấy dễ thương không? Mấy cái đồ dài bê bê nè, mấy đồ dài dễ thương nè, vớ nữa này, đi dài nè, dài 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 vớ luôn. Áo nè, nhỏ nhỏ rồi. Còn nón đội nè, cái nón nè, nó cái đầu nhỏ xíu kìa. Thấy không, cái quần áo, quá xa quần áo. Nít. Quần áo. Cái nón này dễ thương nè. Nón nhỏ. Này, mấy con nít lớn lớn chút rồi đó, mặc áo áo rốp này kia, áo đầm này kia đó, chỗ thứ quần áo rồi. Cái thằng này nó đứng bê bê, nó đứng đó, quần áo đủ thứ, quần áo rồi. Tới đây chấm dứt chương trình video. Nếu các bạn thích thì nhớ like và chia sẻ và đăng ký giùm nha, để chúng tôi còn quay những cái video khác để cho các bạn. Chào các bạn và hẹn gặp lại.